Hôm qua, ông Lê Diệt Sĩ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn, có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Công an quận về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 và triển khai phương hướng trong thời gian tới. Trong quý 1, tập thể lãnh đạo Công an quận lãnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, trong đó tập trung thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão, phối hợp với các lực lượng triệt xóa 17 vụ đánh bạc, bắt 64 đối tượng, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng các hình thức tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội, duy trì hơn 1.400 camera an ninh tại các tuyến đường trọng điểm. Kết quả đã có 103 tin tố giác có giá trị do người dân cung cấp qua đường dây nóng. Ông Lê Diệt Sĩ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn yêu cầu lãnh đạo Công an quận cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác đăng ký định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 theo đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cùng với đó là tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới.